mà vô trả giá nào? Sao này đi vui không? Vui. Vui mà. Dạ, đúng rồi. Chưa chắc tới mấy ấm mà đã rinh rất là nhiều đồ rồi mà vẫn thấy vui. Đúng rồi, mệt một chút mưa rất là vui. Mệt một chút mà vẫn thấy vui à? Vậy sao? Vui không? Hôm nay rất vui thì được đi chia sẻ tình thương với mọi người à. Chưa tới nơi mà cũng vui luôn hả? Vui chứ. Hôm nay đi là rất là vui. Còn chị sao? Chị cũng vậy. Rất là vui. Rất là vui luôn. Thôi giờ mình tập trung nhau, mình hậu giang cái đi, mình vô hậu giang nha. Vô hậu giang lấy gạo nè, 1, 2, 3. Yeah. Rồi mọi người let's go, đi tiếp tục. Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Bảo Phát có một chuyến đi từ thiện cùng với các anh chị trong gia đình tuổi trẻ Sen Vàng của chùa Viên Giác, Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại là đang đứng ngoài chỗ công viên Tam Hiệp để chờ đợi tất cả đầy đủ mọi người đến. Sau đó chúng ta xe đây là những thùng sữa mà của mọi người đang chuẩn bị những thùng sữa đây. Dạ. Truyền tay nhau những thùng sữa. Tất cả anh chị em ha, hôm nay là cũng như theo cái kế hoạch của mình là sẽ đi thăm trung tâm nhân đạo Làng Tre ở huyện Cẩm Mỹ, xã Quế, huyện Cẩm Mỹ. Thì cái trung tâm này cũng là lần đầu tiên mình nói chung là được có duyên ở trên mạng thôi, và khi tìm hiểu thì thấy ở trung tâm cũng đang rất là cần cái sự giúp đỡ của tất cả mọi người chung tay để giúp đỡ cho các con và các cụ già neo đơn ở trong cái trung tâm này á. Thì có thông qua quý thầy là thầy thích chiếu bổn thì thầy có nói lại á là ở trung tâm mình của khoảng hơn 100 em và cũng khoảng 100 cụ già đang ở tại cái trung tâm này. Thì cái sự ăn ở lo lắng ở trong trung tâm nó rất là khó khăn, nên là được quyết định là xin sư phụ và ban cố vấn để mình tổ chức một cái chuyến đi, mặc dù nó không có to lớn gì, nó cũng là và cũng nhờ sự giúp đỡ của tất cả các quý Phật tử, các anh các chị, các cô các bác, các gì các cháu ủng hộ để mình có được một cái chuyến đi. Nó không to lớn lắm nhưng mà nó cũng là một phần nhỏ để giúp đỡ cho trung tâm qua những cái thời điểm sau dịch như thế này. Bây giờ Bảo Phát sẽ cùng mọi người đi qua bên kia chợ để mà tiếp tục lấy gạo. Gạo nó sẽ nằm ở lúc bên kia kìa. Đó, bây giờ là mọi người phải băng qua đường. Đi qua đường cẩn thận nha. Đó, bây giờ mình phải đi qua đường như thế này rất là nguy hiểm luôn á. Mình phải giơ tay xin đường thế này mới an toàn được. Đó, phải giơ tay xin đường nè. Tôi bớt thôi, đừng có bơi nhiều quá. Đó, thiếu nhiều bớt thôi. 5 thùng nước tương. Lấy 5 thùng nước tương nữa, 5 thùng nước tương nữa. Quay vô kho, lấy thêm 5 thùng nước tương. 5 thùng nước tương mày ơi. Nước tương gì cũng được, có nước tương là được. Đó, sẽ lấy thêm 5 thùng nước tương nữa. Tối quá hả? Tối quá không thấy hả? Bây giờ mình sẽ bê những cái thùng này lên trên xe. Thùng này là thùng dầu nè, dầu ăn á. Dầu ăn. Rồi mọi người sẽ đi qua bên này, bên kia là mọi người. Mình phải giơ tay xin đường mọi người cho nó an toàn. Đó, giơ tay xin đường. Rồi qua đường thôi, trống rồi. Bên kia là mọi người đang lấy thùng mì kìa. Sumo bên kia mọi người đang lấy thùng mì kìa, sumo. Đó. Bên kia có sumo. Mì gói. Bên đó có mì gói nữa.
Bây giờ mọi người sẽ bơi cái thùng này bỏ vào xe. Rồi có nhờ anh Bác Tài anh sắp xếp giùm chứ mình không sắp xếp được cái này đâu. Mình không sắp xếp được cái này đâu. Qua xe đường cẩn thận nha. Đây là mọi người đang bơi hạt niêm. Hạt niêm nấm hương. Ồ, đây hạt niêm nè. Mỗi một thùng này là 6,7 kg. Bên kia là mọi người đang bơi nước suối nè. Bên kia là bởi vì nước đậu tương là nước tương hả? Hết chưa? Hết hả? Đường hả? À còn đường bên đó mọi người ơi. Bây giờ là mình hay đi dắt đường. Đứa xếp hả? Trời ơi tội nghiệp quá. Đường hả? Bây giờ mình sẽ đi qua đường để mình lấy đường nha. Đi qua đường lấy đường luôn. À không biết còn mấy bao đường bên này nữa. Đường á. Bao đường 50 kg luôn á. Nó nặng dữ dằn lắm. Ôi trời ơi, nó nặng dữ dằn luôn á trời. Hai người cho nó đỡ. Vô. Ở đây là bên kia. Trời ơi, bao đường nó nặng quá. Bây giờ là phải đi bơi gạo nữa. Gạo lấy ở đâu lực? Ở Chị An hả? Rồi bây giờ là đoàn sẽ đi lên xin xe và di chuyển tới hồ Chị An để lấy gạo. Một hành trình phải nói là cực nhưng mà rất là vui luôn. À chị Khuyên, có nói gì không chị Khuyên? Vui không? Nói chung chuyến đi từ thiện rất là ý nghĩa và vui. Gia đình Tuổi Trẻ Sen Vàng lần này là xuống phố lần thứ 28. Thì mong chuyến đi được thành công và tốt đẹp. Sao này đi vui không? Vui. Vui mà. Đúng rồi. Chưa tới mấy ấm mà đã rinh rất là nhiều đồ rồi mà vẫn thấy đúng vui. Rồi, đúng rồi, mệt một chút mưa rất là vui. Mệt một chút mà vẫn thấy vui à? Vậy sao? Vui không? Hôm nay rất vui thì được đi chia sẻ tình thương với mọi người à. Vui tới nơi mà cũng vui luôn hả? Vui chứ. À. Hôm nay đi là rất là vui. Chị sao? Chị cũng vậy. Rất là vui. Rất là vui luôn. Bây giờ mình tập trung nhau mình hô ve cái đi mình vô hồ Giang nha. Vô hồ Giang lấy gạo nè. 1 2 3. Yeah. Rồi mọi người let's go đi tiếp tục. Bây giờ mình đi lên xe đi cho nó mát đi. Dưới này hả lên ra Trang ơi. Ăn sáng chưa chị? Ăn sáng gì em? Em ăn rồi ạ. Ăn sáng ăn gì? Em ăn xôi, ngon lắm ạ. Ngon lắm hả? Ăn hết hộp xôi chưa? Có hết rồi. Hết luôn? Dạ. Trời ơi, cảm ơn. Hello. Hello. Ăn sáng chưa? Em ăn rồi. Ăn hết không? Ăn gần hết tại vì nhiều quá. Ngon, ngon không? Ngon, rất là ngon. Ăn xôi giờ có ai ăn bánh mì không? Có, em ăn bánh mì. À, bữa nay ăn bánh mì kia xôi hả? Dạ, hai đứa. Hôm nay đi lần đầu ha, đi lâu rồi? Em đi đâu rồi, không phải lần đầu. Đây mới đi lần đầu hả? Dạ. À. Tên gì? Tên Minh ạ. Tên gì? Minh Minh. Minh hả? À tên Minh. Hello, chào hai bạn. Dạ, em hai bạn ăn sáng chưa? Dạ, ăn rồi ạ. Ăn rồi hả? À? Ăn hết sạch luôn. Hai bạn tên gì giới thiệu đi. Em tên là Nguyệt và bạn này tên là Huyền ạ. Tên Huyền này. Huyền hả? Dạ. Hai bạn là bạn của ai? À, em bên chỗ anh Lực. À bên chỗ anh Lực hả? Dạ. Là hai bạn là ở gần đây không hay là ở tỉnh nào khác tới? Em ở Biên Hòa, Long Bình. À Long Bình luôn. Là đang còn là sinh viên hay là em đang đi làm rồi? Em đang đi ăn đi làm rồi anh. Đang đi làm. Dạ. Hello. Bây giờ tiếp tục nha. Bây giờ đoàn sẽ tiếp tục di chuyển tới một cái vựa gạo để lấy gạo lên trên xe tiếp tục chúng ta cùng nhau bơi gạo thôi. Thôi một bao gạo là 25 kg hay 50 kg vậy? 25 kg à, một bao gạo này 25 kg. Hai bao này luôn á. Đó. Đó một người chắc vác hai bao này vác 50 kg luôn kìa. Mà mình yếu thì mình vác 25 kg thôi. Đây nè mọi người. Đó. Mạnh lên, mạnh lên. Hay lắm Trường ơi.
Trời ơi, người bao bát luôn. Đây bao gạo nè, 25kg nha. 25kg. Bao nhiêu vậy? 400kg đó. Tên gì siêu nha. Chị tên gì chị? Em là Duyên ạ. Tên Duyên hả? Vâng. À, em nghe nói là chị là hỗ trợ giá gạo tốt nhất để cho đoàn đúng không chị? Vâng. À, em thay mặt đoàn cảm ơn chị và gia đình rất là nhiều. Chúc vâng. chị và gia đình là mua may bán đắt và hồng phát. Vâng, dạ, cảm ơn nhé. Dạ vâng. Rồi. Em đi nha chị. Vâng. Dạ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục mình di chuyển lên trên xe nha mọi người. Gia đình của anh chị Nguyên là hỗ trợ cho 400kg gạo. Rồi bây giờ đoàn sẽ tiếp tục di chuyển lên tới máy ấm nha. Rồi kết thúc của đây. Hello mọi người, bây giờ thì đoàn đã tới nơi và đoàn đang trên đường xuống. Đoàn đang trên đường xuống. Rồi. Thì bây giờ tất cả mọi người đang đi bước xuống hành lý đây. Đây cái này là chụp á. Đó, chụp này. Thì bây giờ đoàn đi xuống đi để chờ cho anh Lực anh đi ấy trước thì mọi người cứ tập trung vô chỗ mát trước đi. À, mọi người tập trung vào cái chỗ mát trước đi để cho anh Lực anh mọi người đi dồn xuống hết chỗ mát đi. Ok, bây giờ là Bảo đã tới được cái nơi mà từ sáng giờ mọi người đang mong đợi đây, đó là nơi là trung tâm nhân đạo làng tre, là nơi là bảo dưỡng và hướng nghiệp cô nhi cũng như người già neo đơn và khuyết tật. Thì ở đây là cái khu Cẩm Mỹ, một cái nơi được rất là hoang vắng và hoang sơ. Thực là khu dân cư ở đây thì cũng còn thưa thớt rất là nhiều luôn, nó cũng còn chưa đầy đủ tất cả những cái tiện nghi. Đoạn đường đi vào thì nó rất là xa luôn, từ Biên Hòa xuống tới đây Bảo Phát đi từ lúc 8 giờ mà bây giờ là hơn 9 giờ rồi mà xuống tới đây là gần 2 tiếng đồng hồ quý anh chị. Đấy thì đoạn đường vào rất là hoang sơ luôn. Thì bây giờ Bảo sẽ đi vào bên trong quay chi tiết cho mọi người xem, cùng review tất cả những cái trung tâm ở đây cho mọi người cùng xem ha. Thì bây giờ hướng bên này thì là khi mà mọi người mới bước xuống xe thì mọi người sẽ tập trung ở bên này để nghỉ mát trước. Thì ở bên này là cái cổng chính, đây là cái khu vực trung tâm cổng chính đây. Thì do thời gian gần chùa thì đang trong quá trình xây dựng cho nên vẫn còn thiếu rất là nhiều cái kinh phí để xây dựng cho nên là chưa được hoàn thiện, rất nhìn rất là hoang sơ. Đây có một cái bức tượng nè, ngôi đạo Phật. Cái bức tượng này thì có vẻ là như lâu quá rồi không có được sửa lại, tu sửa lại cho nên là bức tượng này là bức tượng Phật Dược Sư, Phật Tổ sao? Phật Tổ, Phật Tổ đúng không? Có lẽ là lâu lắm rồi nên không có được bảo dưỡng lại, cho nên rất là hoang sơ. Chứ sao thử bên trong này xem bên trong này nó có những gì nhá. Bên trong này thì có cái chánh điện nè. Đây, bên trong này là có những cái chánh điện. Có những cái bộ ván rất là xịn luôn, to bự. Bên này là có những cái tủ để trưng bày hoặc là để trang trí để kinh sách kệ gì đó mọi người. Bên này thì có những cái
giống như cái bộ u quăng vậy đó. À, bên này có những bức tượng Bồ Tát, à, có rất là nhiều bức tượng Bồ Tát được tạo tác, à, rất là đẹp luôn. À, những bức tượng này lâu ngày là không có được vệ sinh, như là lâu chùi cho nên rất là nhiều có màng nhện nó bám lên, toàn bộ là bằng gỗ hết luôn, đẹp. À, tượng A Di Đà, tượng Mẹ Quán Thế Âm rất là nhiều luôn. Thì ở bên trên này thì chúng ta, cái này không biết là phải cái khu vực chính điện không nhỉ, hay đó là một cái khu vực nhà kho ta. Thôi thì mình đi tiếp đi. À, khu làng tre, hình như khu làng tre đây có là có tre luôn nè, à, là có tre nè, à, có trang bị những hệ thống bình chữa cháy nè. À, có lẽ là mình đã vào gần tới nơi rồi. À, đi vào sâu bên trong nữa. À, đây xe thì cũng đang chở những cái gạo, những cái lương thực để vào tới nơi trong đây. Mọi người đang đi bộ đi vào bên trong. À, phía bên dưới có cái hồ cá rất là đẹp quá ha. Có cái hồ view đẹp không? Lên như này cao quá ha. À, bên này có một cái chòi. Cái chòi để nghỉ mát. Có cây đu đủ. À, theo Bảo nghĩ thì đây là cái chính điện Mô Quán Thâm Bồ Tát. À, bên này là chánh điện. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong thêm nữa. À, chúng ta nhìn bên này rồi nhìn xuống dưới có một cái ao. Ao thì có bông súng. Bông súng cũng đẹp lắm. Đó. Có bông súng. Thì đây là có cây khế kiển nè. Chắc khu này là khu nghỉ ngơi của quý sư. À, đây là con xe Lexus 450. Không biết qua ai giới thiệu luôn. À, Lexus 450. Ồ, 460 hả? Nhìn bị nhầm. À, khi bước vào bên trong thì ta thấy có một cái bảng vẽ chi tiết cụ thể. À, đây là có từng cái di chú nè. Số 1 là cổng vào. Số 2 là bảo vệ nhà xe, bãi đỗ xe, trưng bày chính điện. À, chính điện là số 5. Nhà văn hóa, nhà sản xuất nước đóng chai nữa nè. À, tức là rất là nhiều luôn á, rất là nhiều luôn. Tức là nguyên một cái quy mô này là cái mô, cái bản vẽ này là cái mô hình này, cái cơ sở hạ tầng ở đây rất là rộng, diện tích đất ở đây rất là rộng, nhưng mà do thiếu kinh phí cho nên là đã bị trì hoãn lại, không có tiếp tục để làm thêm. Bên đây là những cái hình ảnh mẫu của những em trẻ, bé nhỏ nè, đó rất là nhiều luôn. À, bây giờ mình sẽ tập trung bơi đồ đi ha. À, đi trong này là mọi người ơi, mọi người vô đây bơi đồ đi. Bơi đồ đi, mình cho nó xong rồi. À, mọi người vô bơi gạo đi. Rồi mình bơi gạo đi. À, bơi vô trong này luôn hả? Rồi đây đây. Gạo mình bơi vào đây. Mình sẽ bơi gạo vô, truyền vô trong đi. Ờ, truyền đi. Rồi đây đứng ở ngoài nó bơi vô lại đi nè. Rồi anh luôn bác. Dạ. Mình truyền nhau cho nó sẽ có tốc độ, nó di chuyển nó sẽ lẹ hơn. Rồi. Lại luôn. Rồi ok. Bên đây để cho các bác kia bơi đi. Ừ. Chuyển những cái phần gạo này. Yeah. Ok, bây giờ Bảo Phát sẽ dẫn mọi người đi xem tất cả những cái khu vực ở đây. Như trước khi đi vào những cái khu vực mà có trẻ thì chúng ta sẽ xem trước cái phần cái sơ đồ tổ chức. Ở đây có một cái bản sơ đồ tổ chức.
để dành cho tất cả phân khu. Thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta biết là ai là chịu trách nhiệm gì và cũng như là những cái khu vực nào dành cho bé nào. Thì bên này chúng ta sẽ đi vào ha. Ở đây trước khi đi thì ta có để có những đọc, nên đọc kỹ những cái bản hướng dẫn của từng khu vực đó để mình thực hiện cho đúng ha. Thì ở đây là có mình, đây là có một cái bản quy định nè. Bên khu vực này thì có một cái khu vực là bãi não. Thì cái này tí nữa mình sẽ đi vào sau. Thì bây giờ mình sẽ đi tham quan một vòng trước rồi mình sẽ đi vào thăm sau ha. Bên khu này thì có một cái khu số 2, đó là cái khu sơ sinh. Khu này là sơ sinh dành cho những cái đứa bé mới sơ sinh ra. Thì bên khu này, bên khu bé sơ sinh thì có rất nhiều luôn. Và đứng bên ngoài thôi, người ta chúng ta đã thấy được rất là nhiều bé luôn. Rất nhiều chứ không phải là ít, số lượng rất nhiều. Phía sau đây thì đứng xa xa ta thấy là có một cái khu là cô nhi. Khu cô nhi. Giỏi các con, chào các con nha. Chào các con. Thì ở đây rất là nhiều các bé luôn. Khu cô nhi. Mình không hiểu là cái từ cô nhi là như thế nào. Các bé đã sẵn sàng chào đón các quý anh chị như là quý Mạnh Thường Quân. Rồi chú cảm ơn tất cả các con nha. Tí nữa chú sẽ đi vào thăm các con sau nha. Rồi bye bye các con. Tí nữa chú vào phát quà các con nha. Phía sau bên đây thì chúng ta có khu vực nghỉ ngơi cũng như là cái khu để mà tí nữa sẽ giao lưu với các bé ở đây. Hay như Bảo nghĩ là cái khu vực ở đây là cái khu vực sẽ sinh hoạt và cũng như là tu tập, cũng như là cái khu để mà cho các bé ăn mỗi buổi sáng. Tôi ra đây. Dạ yeah, con chào các ông. Dạ yeah, con chào anh ạ. Khu tiếp theo đó là Bảo muốn giới thiệu cho cả mọi người, đó là cái khu số 4. Cái khu này thì dành cho những người neo đơn, người nam. Còn khu ở bên này là khu số 6. Thì khu này dành cho những người khiếm thị và khuyết tật. Thì tí nữa thì Bảo Phát sẽ đi vào từng phòng để quay chi tiết cho mọi người xem. Bây giờ Bảo Phát sẽ đi ở bên ngoài thôi, không có đi vào bên trong. Xung quanh đây thì cũng có treo những cái bức tranh nhân quả để cho các bé xem những cái bức ảnh này mà sẽ phát tâm thiện lành. Dạ con chào bác. Dạ dạ. Phía sau đây là có những cái phòng tiếp theo, đó là phòng số 5 hả? Sao lại phòng này đây thêm có một phòng số 5 ha? Phòng nữ. Bên kia này phòng nam. Phòng nam. Phòng này khu vực số 5 á là phòng nữ, bên kia là khu số 5 cũng là phòng nam. Thì mỗi một cái phân khu vậy đều rất khác nhau. Và toàn bộ ở đây đều làm bằng cái, tại sao gọi là người bước khi và bước vào cổng, tại sao mà lại đặt cái tên là làng tre. Thì mình khi mình vào tới đây rồi mình mới biết được là toàn bộ cái khu vực ở đây làm bằng tre hết 100%. Rất là mát luôn đó. Giường cũng là bằng tre và trần cũng là bằng tre luôn. Đây mọi người xem cái trần ở trên đây nè, đó là bằng tre hết luôn. Cho nên là khi mà bước vào làng tre thì mình mới nghĩ là tại sao đặt tên làng tre. Thì giờ thì Bảo đã hiểu được là làng tre là tất cả mọi thứ ở trong này đều là bằng tre hết. Tất cả những cái này cũng là bằng tre. Làm bằng tre hết luôn. Rất là đẹp luôn. Phía sau đây là một vườn trái cây ăn trái, cũng như là khu vực vệ sinh, khu vực nấu nướng. Thì mình sẽ đi một vòng qua bên phía đằng sau bên này đi. Phía đằng sau bên này thì để mình xem ha. Kêu cái bé kia ra giùm cái, đừng đi vô sớm quá. Từ từ rồi mình vô, từ từ hãy vô nhé. Từ từ đợi tí. Khu vực ở bên này thì mình nghĩ chắc không có gì, nhưng mà nó là một cái đường thông thôi. Ở đây thì mình có một cái ghế massage dành cho các cụ, mà khi mà các cụ mệt mỏi hay đau lưng á. Khu vực ở đây tiếp theo đó là một cái không gian để sinh hoạt luôn.
Ở đây có một cái hòn năng mộ để có một cái tượng mẹ nè, Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Có một cái cây bồ đề. Đây là cái không gian, không gian của nhà bếp nhà ăn rồi. Đây là không gian nhà ăn đúng không cô? Nhà bếp, dạ. Ở đây là đúng là làng tre thì tất cả là bằng tre hết rồi cô ha. Dạ. Lúc mới đầu vô con cũng không có biết là tại sao mà đặt cái tên làng tre. Con đi một vòng con thấy trên này là làng tạm bằng tre hết luôn. Đó, đoàn con đâu đây nhỉ? Dạ, đoàn con ở thành phố Biên Hòa. Biên Hòa xuống cô. Dạ, thì đoàn con đang chuẩn bị ở trên kia, tí nữa tụi con sẽ đi xuống từng nơi. Giờ đang tác bạch trước xong rồi sẽ cúng dường, sau rồi tụi con mới đi xuống. Dạ, giờ con đang đi để tham quan một vòng trước. Dạ. Khu bên này là dành cho người già nè. Và ở đây thì cũng có, trời chị, có những cái bàn bida để cho các bé chơi. Đây là cái bồn rửa tay cho các cụ sao đây. Nó không cao, nó ngắn thôi, dành cho các cụ sao đó. Nó ngắn thôi. Hai bên này cũng không có gì hết, không có gì thay đổi. Chắc có lẽ là bây giờ mình phải lên đi tắt bạch rồi. Chắc là không thể đợi cho mọi người đợi lâu nữa. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi lên trên đó để mà cùng mọi người tác bạch nhé. Ôi cha, rồi xin luôn, bây giờ xin luôn nha. Ôi bé rất là dễ thương luôn. Bé đó mới được 6 tháng tuổi hả chị? Bé được 6 tháng rồi. Là cái này là, tức là cái này là người ta mang ra ngay cho cổng chùa, xong rồi người ta bỏ ngoài cổng luôn. Xong rồi, nhưng mà bỏ là buổi tối hay là buổi sáng? Là bỏ buổi sáng, là khi mà mọi người ra thấy mọi người gặp luôn. Là 6 tháng tuổi là được bỏ như vậy? Dạ không, mới bỏ có mấy ngày thôi, như là được 6 tháng rồi. Tức là mới sơ sinh là người ta đã bỏ rồi hay là sao? Dạ đúng rồi. Mọi người thấy một đứa bé rất là dễ thương luôn. Đó, bé trai rất là dễ thương, nhưng mà mới sơ sinh ra là ba mẹ đã mang tới cổng chùa để bỏ rồi. Bây giờ thì tôi đã thấy được cái không khí vui mừng của các bé khi mà được các cô các chị yêu cầu tập trung để mà phát quà, tôi phát bánh cho các bé thì các bé rất là vui. Bắt bé từ trong khu vực của mình, các bé chạy ra rất là nhanh luôn. Con nay nhiêu tuổi rồi con? 6 tuổi. Con 6 tuổi hả? Con nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Con hí hí hả? Ồ, các bé hả? Ồ, rất là nhiều các bé luôn. Rồi các, bây giờ các con xếp hàng nha. Các con xếp hàng cho ngay ngắn vô. Tôi cảm thấy rằng các bé rất là vui mừng khi mà các bé thấy được những cái phần quà của ban tổ chức chuẩn bị phát cho các bé. Các bé rất là vui. Tôi không biết là cái số lượng của tất cả những các bé đây là được bao nhiêu, nhưng mà tôi thấy rất là nhiều luôn. Bây giờ là mọi người đang khui những cái phần quà này ra. Mọi người đang khui phần quà ra để mà chuẩn bị phát cho các bé đây. Tức là tôi phải chụp vài tấm hình để làm lưu niệm lại. Bây giờ thì tuổi trẻ bắt đầu sẽ phân phát, phân chia những phần quà cũng như là đang thổi bong bóng
bên này là đang thổi bong bóng, bơm bong bóng lên. Mình sẽ dùng công nghệ thủ công hơn, là dùng máy bơm, bơm cho nó nhanh, chứ thổi là sẽ bị phù miệng á, đau mình bên đau miệng đó. Như bé này thổi hồi nửa tiếng là lên xe là bị đau miệng nè đó, rút ngắn thời gian đó. Còn bên này thì tất cả những cái phần quà kẹo và các bánh xì nách gì đó thì cũng đã được trưng bày ra hết bên ngoài rồi. Ở đây thì có đồ chơi nè, đồ chơi ghép hình và những cái đồ chơi như là khác nữa đó. Cái này là rất là nhiều những đồ chơi luôn. Và bên này có cũng là đồ chơi ghép hình luôn để cho các bé chơi. Bên này thì có những cái đồ điện tử gắn pin vô để chơi nè, bút chì màu. Đây là cái bong bóng mà mọi người đã thổi lên xong rồi đây. Đó, mọi người đang thổi bong bóng lên. Anh Lực đang hướng dẫn trò chơi cho các bé. Anh Lực đang hướng dẫn trò chơi. Các bé rất là ngoan luôn, rất là nghe lời các anh chị. Ok, bây giờ là Bảo Phát sẽ quay toàn bộ cảnh ở đây cho mọi người xem là các bé đang các anh chị đang phát quà bánh kẹo cho các bé, và các bé sẽ ăn, và mình sẽ đi phỏng vấn coi các bé, một bé trong trong đây, xem các bé là cái suy nghĩ của các bé như thế nào khi mà các bé nhận được những cái phần bánh kẹo này ha. Bây giờ để mình tìm một cái bé nào đó, bé này đi, mình sẽ phỏng vấn thử một bé này đi ha. Chú chào con. Con tên gì? Dạ tên Xuân. Hả? Dạ là Xuân. Con nói lớn lên cho chú nghe được, con tên gì? Xuân. Nãy giờ con có lên hát không? Dạ không. Con không có lên hát hả? Bánh kẹo của con đâu hết rồi? Có mấy anh chị đã phát bánh kẹo cho con chưa? Dạ có. Có hả? Sao con không vui đăng luôn đi? Hôm nay là các anh chị tới thăm con có vui không? Dạ. Rất vui hả? Con chú cảm ơn con nha. Bây giờ mình sẽ đi tìm thử một bé gái khác ha. Đi tìm thử một bé khác coi cái bé như thế nào. Đây bé này đi. Rồi chú chào con nha. Con tên gì? Tâm Tâm. Con tên Tâm, con nay nhiêu tuổi rồi? 8 tuổi. Con có đi học không? Có. Con học trường lớp mấy rồi? Lớp 3. Con học lớp 3, con học ở đâu? Tiểu học ở trường nào? Tiểu học Xuân Quế. Tiểu học Xuân Quế. Hôm nay con nhận bánh kẹo này nè, đồ chơi, con có vui không? Vui. Hôm nay là con có muốn làm các anh chị chơi chung với con không? Dạ có. Đó hả? Không khí thì các bé chơi rất là vui luôn. Các bé tự dành cho mình những cái bong bóng và những cái đồ chơi rất là nhiều luôn. Xung quanh không khí ở đây các bé chơi rất là vui. Có lẽ là khi mà mình tàn tiệc ở đây là mình kết thúc cái trò chơi và tặng quà cho các bé rồi, thì mình sẽ đi thăm các cụ già neo đơn cũng như các người có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật rồi tàn tật. Mình sẽ bắt đầu di chuyển qua một cái khu vực khác, và mình sẽ tạm dừng một cái không gian náo động ở đây và chia tay các bé. Mình sẽ di chuyển qua khu vực khác và để cho các bé vui chơi ăn uống ở đây. Xin chào tất cả mọi người nhé. Bây giờ là Bảo Phát và cùng với mọi người sẽ đi vào thăm khu số 4 là người già neo đơn của những người nam. Thì bây giờ chị này sẽ dẫn tất cả đoàn đi tham quan. Phòng này 30 người à? 30 người. À 30 người. Thì đoàn hôm nay đoàn đi cũng gần 50 người. Thì chắc có lẽ là nếu mà
50 người mà vô cùng một lúc thì chắc sẽ rất là chật hẹp, cho nên là đoàn sẽ chia làm ba tốp để cùng đi. Ha, hai tốp hả? À, chia làm hai tốp thôi. Thì bây giờ mình sẽ vô đây, em đi vô trong trước nhé. Em đi vô trong đầu góc trong em quay ra. Rồi mọi người đi vô góc trong đi. Nhớ tối thì em tăng độ sáng lên nha. À, để bỏ giày ra, cái đó có bỏ giày ra chị ơi. Đây mọi người một hộp đúng không? Đây này một góc đi. Hát bên kia đi một giày. Rồi bây giờ là Bảo sẽ đi phát sữa này cho các cô chú. Dạ con mời ông ạ. À. Dạ.